Liễu Hy Chiếu à, ngồi lên đi. Cơ hội ngày vàng tới nơi rồi, nhất định không được làm hỏng đó. Nè, nhìn anh như vậy là đang căng thẳng sao? Buồn cười thiệt. Khi tôi đại diện học viện lên phát biểu tốt nghiệp còn hoành tráng hơn vậy nữa kìa. Cố lên, tôi tin anh. Xin chào các cơ quan truyền thông đang có mặt tại đây. Hoan nghênh mọi người đã dành thời gian quý báu đến buổi họp báo ra mắt series đồ chơi nghệ thuật thú cưng của tập đoàn Thiên Thánh. Đầu tiên là nghi thức khai mạc trực tiếp của buổi họp báo hôm nay. Phó Tổng Liễu, sếp Liễu không xuất hiện ở đây là định cho chúng tôi leo cây hay sao? Đúng đó, sao có thể cho chúng tôi leo cây được chứ? Đúng rồi, có thể như vậy được? Sao làm vậy được? Quy trình buổi họp báo chúng ta hôm nay bao gồm nghi thức khởi động trực tuyến, công bố đồ chơi nghệ thuật thú cưng, trình bày ý tưởng thiết kế, cuối cùng mới đến tổng giám đốc trình bày và giải thích. Trong buổi còn họp biết điều chỉnh quy trình họp báo, kéo dài thời gian cho Liễu Hy Lai đó. Tôi xem cậu có thể câu giờ được bao lâu. Cậu lái xe chậm quá, nhanh lên đi. Cả người và xe tôi đều bị cậu trưng dụng rồi, quần áo cũng bị cậu lấy luôn. Sao cậu còn nhiều yêu cầu vậy? Lái nhanh đi. Đường thì muôn ngàn lối, quan trọng nhất là an toàn thôi hả? Nè, nhìn thấy chưa, đường này giới hạn tốc độ, không thể lái nhanh quá đâu. Nè, tối qua tôi đón cậu, tôi đã quẹt vào xe người ta rồi đó. Bác sĩ Lý, hôm qua anh đã không nghỉ ngơi gì rồi, hay là để tôi lái xe cho? Trợ lý Điền vẫn luôn vững vàng, được đó. Được thôi. À, trợ lý Điền à, không phải tôi coi thường tài xế nữ như cô đâu, nhưng mà xe của tôi thật sự là không quen tay, rất là khó lái đó. Sao cậu không ngồi ghế phụ lái? Tôi thấy ngồi ghế sau an toàn hơn mà. Cẩn thận đi. Trợ lý đi, rẽ trái. Được, sếp Liễu. Trình bày ý tưởng thiết kế. Nè, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao tổng giám đốc Liễu còn chưa tới nữa? Thật sự có nãy chuyện giờ sự lâu lắm rồi đó. Phó Tổng Liễu à, họp báo đã diễn ra cũng một tiếng rồi. Nếu như các anh vốn không có bản quyền thì đừng lãng phí thời gian nữa. Đúng vậy. Đúng rồi. Sao có thể làm như vậy tốn được? Tốn thời gian quá đi mà. Nói gì đi chứ, phải làm sao đây? À, phải đó. À, vốn dĩ hôm nay tập đoàn Thiên Thánh chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn phóng viên có mặt tại đây một phúc lợi phải nói là cực kỳ to lớn. Xem ra các vị không có hứng thú với bất ngờ này rồi. Bất ngờ cái gì chứ, không phải chính là thủ đoạn câu giờ hay sao hả? À, chúng tôi không vội đâu. Phúc lợi gì vậy? Đúng rồi, bất ngờ gì vậy? Là bất ngờ. Tiếp theo, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay chào mừng họa sĩ nổi tiếng với biệt danh Nữ Hoàng Tuyết Văn Tiện lên sân khấu. Được đó. Nghe cũng được mà, phải không? Chào mọi người, tôi rất may mắn được có mặt tại họp báo series thú cưng của tập đoàn Thiên Thánh. Hôm nay tôi đã đặc biệt mang một tác phẩm của tôi tới làm quà tặng cho một bạn may mắn nhất tại đây. Mọi người đã biết, tôi thích vẽ tĩnh vật như sông núi băng tuyết, bởi vì bãi bể nương dâu chỉ có những thứ này là vĩnh hằng. Bức tranh này là lần đầu tiên tôi thử vẽ vật sống đó. Cậu hôm với cô Văn chuẩn bị kế hoạch B từ khi nào vậy? Thì sau khi anh cho tôi biết việc bất liên lạc với anh tôi. Xem ra là đã có chuẩn bị trước rồi. Chúng ta hãy chúc mừng bạn vừa rồi lần nữa. Phó Tổng Liễu à, giờ sếp Liễu nên ra giải thích vấn đề hạ phong trao quyền rồi được chứ? Đúng đó.
Họp báo đã bắt đầu 2 tiếng rồi. Sao mà Xích Liễu vẫn chưa xuất hiện vậy? Không phải là chưa trao quyền đó chứ? Đúng vậy đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Mọi người đang chờ đợi tôi hay sao? Tôi chưa từng thấy giọng nói gợi đòn này lại động lòng như vậy. Tôi biết chắc chắn anh Hy Lai sẽ không làm tôi thất vọng mà. Xếp Liễu à, sao anh chứng minh được giấy trao quyền này là thật chứ? Vậy anh chứng minh nó là giả bằng cách nào? Hay là anh chỉ có thể đặt câu hỏi thấp kém như vậy với tôi thôi? Series thú cưng vấp phải vấn đề bản quyền chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Anh trả lời kiểu tránh nặng tìm nhẹ như vậy chính là chột dạ rồi. Anh phóng viên này, tôi nhìn anh thấy có hơi quen mắt một chút. Phóng viên Lưu của báo Tân Dương. Trước đây anh du quan không có căn cứ, báo Tân Dương đã phải bồi thường một khoản lớn. Lần này anh lại muốn gây sóng gió gì nữa hả? Anh đang muốn nổi tiếng có phải vậy không? Anh làm vậy là cố tình chuyển chủ đề. Chuyện này liên quan gì đến chuyện vừa rồi chứ? Liên quan là tôi sợ anh giẫm lên chiếc xe cũ thôi, nên tôi muốn nhắc nhở anh vậy mà. Sếp Liễu à, 2 năm nay tập đoàn Thiên Thánh phát triển thần tốc, là một người quản lý trẻ tuổi, anh cho rằng là nhờ may mắn hay là nhờ thực lực gì? May mắn cũng là một phần thực lực, nhưng mà hôm nay tập đoàn Thiên Thánh có thể đi được tới ngày hôm nay, lý do lớn nhất là dựa vào sự tôn trọng dành cho thiết kế sáng tác. Chúng tôi đã sa thải Kevin từng đào nhái, cũng đã lấy được bản quyền của Hạ Phong sau nhiều trắc trở. Cho dù quá trình như thế nào, nhưng mà việc cho ra mắt series thú cưng cũng đã thể hiện quyết tâm của chúng tôi với sáng tạo. Đồng thời, lợi nhuận của mẫu mèo thú cưng trong series của chúng tôi sử dụng để thành lập quỹ từ thiện Đại Phúc dưới danh nghĩa Hạ Phong. Đây cũng là một việc làm rất quan trọng của tập đoàn Thiên Thánh chúng tôi để báo đáp xã hội. Chúa chẳng tập trung vào sự nghiệp, đúng là có khí phách thật. Hy Lai, buổi họp báo hôm nay là nhờ Hy Lai kịp thời lấy được giấy trao quyền, nên chúng ta mới có thể dẹp yên sóng gió, kết thúc hoàn hảo. Thật ra thì lần này cũng là nhờ có Tiện Tiện và Chiếu Chiếu, có họ kiểm soát tình hình giúp con mới khóa nguy thành an được. Đúng. Tiện Tiện cũng giúp đỡ rất nhiều. Nào, uống trà đi. Cảm ơn chú. Có thể giúp được anh Hy Lai và Chiếu Chiếu con cũng vui lắm. Chiếu Chiếu, biểu hiện của anh khiến người ta phải thay đổi cách nhìn rồi. Còn con thì sao? Con đó, cùng lắm chỉ có thể tính là lấy công chuộc tội. Thường ngày con phải học hỏi anh con nhiều vào. Anh thì lúc nào cũng ưu tú, người khác thì kém cỏi rồi. Con ra ngoài cho thoáng chút. Mọi người uống từ từ nha. Được rồi, uống trà đi. Lần này đều là nhờ bạn của sếp Liễu đến kịp thời, tụi mình mới tới kịp buổi họp báo. Anh bác sĩ Lý này đúng là vừa có nghĩa khí, vừa biết lý lẽ. Đúng là cùng người mà khác số thiệt mà. Mình kể cậu nghe, hôm qua mình gặp tên vừa tốc độ sau mưa, quẹt vào chiếc xe mình mượn, đã vậy còn bỏ đi nữa chứ. Thiệt sự là không có lòng công đức gì hết, vừa không biết thương qua Tiết Ngọc nữa. Hả? Cậu không sao chứ? Đi, cậu đi lấy hành lý với mình, rồi mình sẽ mời cậu đi ăn tiệc. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói xấu. Bên đây. Hả? Bác sĩ Lý, sao lại là anh ta chứ? Hai người quen nhau hả? Anh ta chính là tên thô lỗ hôm qua quẹt xe mình đó. Trùng hợp quá ha. Anh ta chính là bác sĩ Lý hôm qua đã giúp bọn mình đó. Là anh ta sao? Hôm qua tôi giỏi thật mà. Hơn nữa, tôi đã đưa danh thiếp cho cô rồi. Tôi không có ý trốn tránh trách nhiệm đâu. Anh quẹt vào xe của người khác, để lại danh thiếp xong bỏ đi luôn. Anh
anh xem phim tổng tài nhiều quá rồi hả? Điềm Điềm, không phải cậu mời mình đi ăn sao? Đi thôi. Rose, nhanh lên. Khoan đã Rose. Hôm nay tôi có thời gian nè, nếu cô cần sửa xe để tôi đưa cô đi nha. Không cần, tôi không muốn tiếp xúc với loại người như anh. Đi. Tạm biệt. Mau lên, mặc kệ anh ta. Sao mà cô ấy ghét mình dữ vậy? Vì mình đã quẹt vào cô ấy mà không xử lý kịp thời sao? Chú à, có phải là chú nghiêm khắc quá với Chí Chiếu hay không? Ngọc không mài không sáng. Thôi đừng nói nữa. Hy Lai à, chú lại tìm được một cô gái cho con. Cô ấy sẽ về nước nhanh thôi. Lần này con nhất định phải gặp. Hay là chúng ta cứ bàn về Chiếu Chiếu đi chú ơi. Nó còn nhỏ, nhưng mà con, việc lập gia đình của con xong xuôi đâu đó thì chú mới thảnh thơi dưỡng già được. Có thể con đã có người mình thích rồi. Chú à, để con xác định chắc chắn con sẽ nói chú nghe. Con còn chuyện ở công ty chưa xử lý, cô đi trước đây, tạm biệt. Tìm được anh rồi, không vui sao? Có phải tôi giỏi lắm không? Từ nhỏ đến lớn luôn có thể tìm được anh liền. Vô vị. Cô làm gì vậy? Tôi làm anh vui thôi. Từ khi anh tôi đến nhà tôi, trong mắt ba tôi chỉ có anh ấy thôi. Vốn tưởng lần này sẽ khác. Có phải là trong mắt mọi người tôi thực sự vô dụng lắm hay sao? Liễu Hy Chiếu, anh nhận thức rõ về bản thân mình đến như vậy sao? Trời, chọc anh thôi, anh đừng có giận. Thực ra trong mắt của tôi, anh chỉ thua kém anh Hy Lai một chút xíu mà thôi. Đồ không não. Cô đang an ủi hay là đang cứa sâu vô vậy? Nè, tôi đang khen anh một cách nghiêm túc luôn đó. Những người khác so với anh Hy Lai còn cách cả một hệ ngân hà. So sánh như vậy, có phải anh cảm thấy mình cực kỳ giỏi giang không? Này là logic của hành tinh nào vậy trời? Đương nhiên là logic của công chúa này rồi. Anh nhìn bản thân anh đi, đẹp trai hào phóng, học trường top nước ngoài, giỏi các môn thể thao, có tài có sắc. Là một chàng trai độc thân đắt giá ổn áp, nhưng theo tôi thấy anh đã là người thuộc 10% của đỉnh kim tự tháp rồi. Thiệt tình là cô nghĩ vậy hả? Đương nhiên rồi, nếu không thì sao lọt vào mắt xanh tôi được. Tôi á, kén chọn lắm đó nha. Trợ lý Đường, vốn dĩ tôi chỉ muốn đối phó với chú một chút thôi, nhưng mà khi nhắc tới người mình thích thì trong đầu của tôi chợt lóe lên một người. Có nghĩa là... Vậy có nghĩa là anh thích cô ấy rồi. Trợ lý Đường à, hình như là tôi thích trợ lý Điền rồi. Xem Liễu à, đây là bí mật mà tôi có thể biết sao hả? Nhìn Đường đi. Đương nhiên, vì có một số chuyện tôi cần cậu phát huy ưu thế của bản thân, bày mưu tính kế cho tôi. Ưu thế bản thân hả? Đúng vậy, tôi bẩm sinh đã tỏa sáng không che giấu được, nhưng mà trợ lý Điền thì không thích phô trương. Cho nên tôi cần dùng góc độ người bình thường để cho tôi ý kiến chân thành. Sao nghe câu này cứ lạ lạ sao trời? Không thành vấn đề, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của anh phân tích ra phương án tối ưu nhất bằng dữ liệu lớn. Nhớ là nhất định phải hành động trong âm thầm.
trong âm thầm có chứa ấm áp, trong ấm áp lại không mất đi sự cao quý. Bộ hôm nay là lễ gì hả? Mới sáng sớm mà sếp Liễu lại tặng nhiều món ngon như vậy, bởi vì... Chào buổi sáng. Thịnh soạn vậy? Cái quái gì vậy? Sếp Liễu định đi bút sao? Đây là sách ảnh của sếp Liễu mà. Sao lại nằm ở bàn làm việc của mình chứ? Cái này là phúc lợi của nhân viên sao? Phúc lợi nhân viên hả? Mà sao để ngộ hình như hơi khác đó nha. Mọi người, xét biểu hiện của mọi người trong series Sơn Hải Kinh này, nên sếp Liễu đặc biệt chuẩn bị những phần thưởng này cho mọi người, để mọi người cảm nhận được sự ấm áp của công ty và tình thương yêu của sếp Liễu. Tiếp tục làm việc đi ha. Tại sao chúng tôi chỉ có đồ ăn mà không có stand đi hình người và lịch để bàn chứ? Trời, chúng ta phúc mỏng. Sao cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu có mặt ở khắp nơi với hình thức bao quanh tập thể và 3D 350 độ của sếp Liễu chứ? Mới sáng sớm mà rảnh vậy sao? Có thời gian tám chuyện nữa. Mấy ngày tới series Sơn Hải Kinh sẽ được ra mắt. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để phối hợp với phòng quảng cáo. Mọi người thích tăng ca lắm sao? Bước đầu tiên để bày tỏ tình cảm, cách cưng chiều độc quyền, tình yêu đặc biệt dành cho người đặc biệt là cô ấy, để cô ấy nhận ra anh đối xử đặc biệt với cô ấy từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bây giờ chắc chắn trợ lý Điền đang chìm đắm trong sự cưng chiều của mình. Đúng là có hiệu quả liền. Trợ lý Điền, chào buổi sáng. Đã nhận được bất ngờ chưa? Sếp Liễu, cái của anh không phải là bất ngờ mà là hãi hùng đó. Anh làm như vậy dễ gây hiểu lầm lắm. Tôi thấy ngại lắm, biết không? Hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Sau này chỉ cần là thứ trợ lý Điền muốn, tôi đều có thể sắp xếp. Đã nói là phải làm việc kính tiếng rồi mà. Sếp Liễu, tôi cảm ơn ý tốt của anh. Tôi chỉ muốn tập trung làm việc. Trong giờ làm việc tôi muốn được yên tĩnh. Cái này cô cũng sẽ có được. Mọi người cũng cảm thấy là sếp Liễu đối xử hơi khác với Điềm Điềm có đúng không? Cho nên tôi nghi ngờ lần công tác trước đó thực ra là lợi dụng công việc để hẹn hò đó. Tôi bớt nghi ngờ lại giùm cái đi. Xem ra mình phải giữ khoảng cách với sếp rồi. Nếu không ngày nào đi làm cũng sẽ được hóng chuyện của bản thân thôi. Thì tôi đã nói mọi người qua đây một chút. Tuần này chúng ta phải phối hợp với phòng marketing để quảng bá cho series đồ chơi nghệ thuật Sơn Hải Kinh. Nội dung chính là trình bày điểm hút khách của series đồ chơi nghệ thuật Sơn Hải Kinh, cho nên mọi người đều phải tham gia. Dạ được giám đốc. Tác phẩm mà mình tham gia thiết kế cuối cùng đã được trình làng rồi. Giờ này chắc cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Cô gái nhỏ bạo lực. Trợ lý Điền, bây giờ là giờ ăn trưa. Tôi muốn cô ở bên cạnh tôi, cùng tôi trải nghiệm cảm giác dùng bữa tại nhà ăn của công ty. Sếp Liễu à, tôi không có ở công ty. Cô không ở công ty? Vừa rồi chẳng phải cô vẫn ở công ty hay sao? Tôi đang ở nơi diễn ra hoạt động quảng bá series thú cưng. Có khách đến rồi, tôi cúp máy đây. Sếp Liễu à, kế hoạch tung sản phẩm mới series thú cưng ra thị trường đã được bắt đầu thực hiện. Anh đã tăng ca rất nhiều ngày rồi, cũng rất là mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi chút đi nha. Chọn ngày chỉ bằng làm liền. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Hôm nay hả? Buổi chiều, sao mà đột ngột dữ vậy? Trợ lý Đường, chẳng lẽ sự quan tâm của cậu đối với tôi chỉ là câu khách sáo lễ phép thôi sao? Ừ, không,
Tôi chỉ tạm thời chưa chấp nhận được anh lại thay đổi nhanh như vậy đó. Ừ. Điều gì mà khiến cho một người cuồng công việc từ bỏ sự nghiệp bản thân yêu thích vậy? Nếu đây cũng không được xem là tình yêu, anh cũng không có gì phải buồn. Phải buồn. Thì ra đây chính là tình yêu. Sếp Liễu à, đây là anh chuẩn bị thực hiện bước thứ hai sao? Ra mắt sản phẩm mới series Thú Cưng. Sao nhìn con thú bông kia lưng hùm vai gấu vậy? Kiếm đâu ra người làm thêm này vậy? Nhìn không được thông minh cho lắm. Tiểu Điền niềm đáng yêu của tôi đâu? Ai vậy? Ai làm vậy chứ? Sếp Liễu, anh... Không phải tôi làm đâu. Không, ý tôi là sao anh lại ở đây? Trợ lý Điền, bộ đồ thú bông này cứ như là Donnie đóng giày cho cô vậy đó. Sếp Liễu, đây là đồ của Nam, to hơn một cỡ so với tôi đó. Ý anh là trông tôi dạm dở hả? Đương nhiên không phải. Tôi đang khen cô đáng yêu mà. Trợ lý Điền, cô tính đi đâu vậy? Đi ăn cơm. Ăn cơm sao? Được rồi, vừa hay tôi cũng đói. Hay là chúng ta đi ăn cùng đi. Bước thứ hai để tỏ tình, cách tiếp xúc thân mật, dùng ngôn ngữ để tạo sự mập mờ, khó mà so được với sự tiếp xúc da thịt thân mật. Nó có thể khiến người ta có cảm giác tim đập loạn nhịp và cảm nhận được sự rung rinh của đối phương ở khoảng cách gần. Sếp Liễu, sao anh không ăn vậy? Trợ lý Điền, mặc kệ tôi đi, cô ăn nhiều vô. Được. Theo lời của trợ lý Đường nói, mình cần phải tìm cơ hội để tạo ra sự tiếp xúc thân mật trong lúc lơ đãng. Chính là lúc này. Sếp Liễu. Ừ? Anh muốn ăn cái này có đúng không? Tôi đi xin bao tay cho anh nha. À, không phải, gần đây tôi cơ thể hơi thừa mỡ, kiểm soát ăn uống. Chắc chắn anh ta đang cà khịa mình. Người thích ăn uống đi làm cực quá đi. Sếp Liễu, nước ngọt có ga, có nhiều đường, nhiều calo, không hợp với người kiểm soát tỷ lệ mỡ nghiêm ngặt như anh đâu. Tôi không khát. Cô uống đi. Khó mà tìm được thời cơ tiếp xúc da thịt quá. Sếp Liễu nè, anh cứ nhìn chằm chằm tay tôi cả buổi rồi, có vấn đề gì hả? Không có. Gần đây tôi đang học xem chỉ tay. Hả? Sếp Liễu, không được tin mấy thứ mê tín như vậy chứ. Anh phải tin vào khoa học. Ừ. Mình đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi đó. Mà trợ lý Điền chẳng đáp lại, không khoa học chút nào hết. Trợ lý Đường. Ừ? Cậu nói xem, tại sao trợ lý Điền thích tôi nhưng mà lại không đáp trả tôi gì hết vậy? Sếp Liễu à, sao anh lại có cảm giác như thế này chứ? Thông qua kết quả hai lần tỏ tình cho thấy, chắc chắn trợ lý Điền không hề thích anh rồi. Không thể như vậy được. Trợ lý Đường, mọi chuyện không thể chỉ xem bề ngoài được. Cậu nghĩ kỹ mà xem. Lần ở tiệc đỏ Trung Quốc, trợ lý Điền khoác tay tôi chẳng hề rời đi. Vào thời khắc quan trọng, cô đã cứu tôi khỏi sự nguy hiểm như thiên sứ giáng trần. Chẳng lẽ còn không thể chứng minh là cô ấy thích tôi hay sao? Đó cũng phải là trách nhiệm của người đồng hành được thuê sao? Vậy lần gần đây nhất trợ lý Điện
trèo đèo vượt suối không sợ gian khổ, cùng tôi đến làng Sơn Thủy giải quyết rủi ro cũng không đủ chứng minh hay sao? Đó không phải anh bỏ rơi tôi chỉ để dành cô ấy đi sao hả? No. Một là khả năng quan sát của cậu quá yếu, hai là phương án hai lần trước của cậu đề xuất quá yếu. Cậu thấy là cái nào hả? Sếp liệu chắc chắn trợ lý Điện thích anh, cô ấy không đáp lại anh chắc chắn là đang đưa đẩy thôi à? Cậu nói rất là có lý, xem ra phải dùng cách mạnh bạo và dứt khoát hơn. Bonus. Món quà lễ trưởng thành tuyệt nhất năm 18 tuổi tặng cho người độc miệng nhất như anh. Cảm ơn Chiếu Chiếu đã cùng tôi đón cái Tết đầu tiên ở nước ngoài. Lời chúc phúc đặc biệt dành cho người đặc biệt như anh. Chúc Chiếu Chiếu mãi mãi vui vẻ, tiện tiện. Thì bao nhiêu năm nay rồi, người khiến tôi vui vẻ ngay lập tức chỉ có cô thôi. Cô mới thật sự luôn là người đặc biệt nhất đó.